Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới ở huyện Hà Trung đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đến nay, huyện Hà Trung đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hà Trung đang phấn đấu về đích huyện nông thôn mới vào cuối năm nay. Xác định phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới là một trong những giải pháp trọng tâm để hoàn thành mục tiêu nông thôn mới, huyện Hà Trung đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo từng năm, trong đó giao cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện, xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Đến nay, người dân trong huyện đã tự nguyện hiến gần 20.000 m2 đất, mở rộng hàng chục km đường giao thông thôn xóm theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2023, toàn huyện cũng đã huy động được hơn 900 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới, trong đó hơn 50% là nguồn vốn từ doanh nghiệp, xã hội hóa cộng đồng dân cư. Chúng tôi thường xuyên biểu dương gương người tốt việc tốt trong nhân dân, rồi là lấy cái gương người tốt việc tốt để tuyên truyền. Từ đó thì nhân dân rất là đồng tình, hưởng ứng. Đối với Mặt trận Tổ quốc thì được giao phụ trách cái tiêu chí 9.2 trong xây dựng huyện nông thôn mới. Đến thời điểm này thì tất cả các hồ sơ tiêu chí chúng tôi đã thực hiện xong. Trong thời gian tiếp theo thì chúng tôi luôn đồng hành cùng với đảng bộ huyện để tập trung tuyên truyền xây dựng cái tiêu chí về môi trường. Phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hà Trung đã và đang tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, được thực hiện theo đúng phương châm của chương trình Nhà nước và nhân dân cùng làm. Kết quả của phong trào đã góp phần giúp huyện Hà Trung có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện đang phấn đấu về đích nông thôn mới cuối năm 2023. Với phương châm không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn, thời gian qua, Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra nhiều mô hình mới hoạt động hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu nguyện vọng chính đáng của đoàn viên công nhân lao động. Từ đầu năm đến nay, những công nhân lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn giày Allegiant Việt Nam đã có nơi vui chơi, giải trí thoải mái hơn sau giờ làm việc. Đây là những kết quả từ mô hình 3V, vì công nhân lao động, vì tổ chức công đoàn, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, do Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa phối hợp với công đoàn công ty tổ chức. Tiếp sau đó, nhiều doanh nghiệp trong khu kinh tế cũng đã triển khai nhiều mô hình vì lợi ích người lao động, như góc văn hóa công nhân. Ngoài mô hình 3V và góc văn hóa công nhân được tổ chức thành công, nhiều tổ chức công đoàn còn có ý tưởng sáng tạo thực hiện mô hình công ty công viên. Ý tưởng mô hình này được công đoàn đưa ra đã được ban lãnh đạo các doanh nghiệp đồng ý và công nhân ủng hộ tham gia nhiệt tình. Nhiều công ty đã tạo thêm không gian trồng vườn hoa, cây cảnh, cây tạo bóng mát để bảo vệ cho môi trường luôn xanh, sạch đẹp. Chúng tôi xác định rõ bên cạnh cái nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động thì chúng tôi phải nâng cao cái đời sống văn hóa tinh thần của người lao động. Công đoàn cũng đã mạnh dạn sáng tạo gắn với cái thực tiễn, gắn với cái không gian, đặc biệt là những không gian ở nơi sinh hoạt như là nơi nhà ăn của các doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp là rất đồng tình ủng hộ. Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục phối hợp với công đoàn cơ sở các công ty, doanh nghiệp, nhân rộng các mô hình, đồng thời tiếp tục chỉ đạo, giám sát các công đoàn cơ sở thực hiện, điều chỉnh các mục tiêu, tiêu chí của các mô hình cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, theo từng năm, từng giai đoạn. Tận dụng khuôn viên nhà văn hóa, vỉa hè, những khoảng đất công ích trống, nhiều khu phố trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã linh hoạt sáng tạo, cải tạo xây dựng được các khuôn viên hoạt động văn hóa thể dục thể thao khang trang, đảm bảo vệ sinh môi trường, góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị. Khu vực vỉa hè ngay đầu cầu Cốc thuộc địa bàn phố 8, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa trước đây để hoang là điểm nóng về vi phạm trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường khi các cá nhân, hộ kinh doanh đổ vật liệu xây dựng, rác thải gây ô nhiễm môi trường và cảnh quan đô thị. Tuy nhiên, hiện tại địa điểm này đã trở thành một khuôn viên xanh mát, là nơi vui chơi, tập luyện thể thao cho trẻ em và người dân. Nhận thấy ý nghĩa thiết thực của việc xây dựng các khuôn viên hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị, nhiều phường xã trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã phổ biến, triển khai đến các thôn, khu phố. Qua công tác tuyên truyền, người dân đồng thuận, tích cực hưởng ứng, người góp công, người góp của cùng chung tay xây dựng các khuôn viên văn hóa, thể dục thể thao ngoài trời đẹp đẽ, khang trang, trị giá hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.
Trong thời gian tiếp theo, Ủy ban Nhân dân phường cũng đã tăng cường chỉ đạo các công chức chuyên môn có liên quan, phối hợp với Ban cán sự các phố là tiếp tục rà soát địa điểm và xây dựng các cái kế hoạch, phương án để xây dựng các cái điểm vui chơi còn lại, góp phần làm đẹp cho bộ mặt cảnh quan đô thị, vệ sinh môi trường theo hướng sáng, xanh, sạch, đẹp và đáp ứng nhu cầu nâng cao đời sống tinh thần, phong trào luyện tập thể dục thể thao. Từ những công trình khuôn viên văn hóa, thể dục thể thao, thành phố Thanh Hóa đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Đồng thời, người dân thành phố cũng đã thể hiện được tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đồng lòng để hoàn thành các công trình đảm bảo chất lượng, đúng thời gian, đáp ứng nhu cầu nâng cao đời sống tinh thần, phong trào luyện tập thể dục thể thao của nhân dân. Các công trình còn là điểm nhấn, góp phần làm đẹp bộ mặt cảnh quan, xây dựng đô thị văn minh kiểu mẫu. Cùng với chức năng đảm bảo cung cấp nước tưới, phục vụ sản xuất nông nghiệp, các công trình thủy lợi đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết thoát lũ, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh còn nhiều hồ đập xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Báo cáo từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 610 hồ chứa nước lớn nhỏ, trong đó có tới 100 hồ chứa bị hư hỏng nặng, có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão. Các hồ này đều xây dựng đã lâu, kết cấu đập bằng đất, nhiều vị trí thấm thân đập, làm ướt mái, không đảm bảo an toàn để tích nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, do trải qua một thời gian dài thuộc các địa phương quản lý, một số hồ không được sửa chữa, nâng cấp, gây mất an toàn khi tràn xả lũ. Về công trình thì một số cái hạng mục đã xuống cấp. Thứ nhất là về cái cống tưới thì nó dò nước, không kín nước. Và thứ hai là về đập là thấm, lậu và nước đập tạo sình lầy và nó không an toàn cho công trình. Thì cũng đề nghị các cấp chính quyền, các cơ quan quan tâm có kế hoạch để cấp vốn để sửa chữa nâng cấp. Hiện nay các công ty thủy nông và địa phương đã xây dựng phương án phòng chống lụt bão, trong đó các đơn vị đã chuẩn bị các phương án phòng bị, thực hiện gia cố bờ kè, thường xuyên tổ chức các đội tuần tra quanh hồ đập để nắm tình hình, kịp thời xử lý khi có vấn đề xảy ra. Đối với các hồ đập bị xuống cấp có nguy cơ mất an toàn cao, các đơn vị đã có biện pháp kỹ thuật tạm thời khắc phục, tu sửa, gia cố bờ đập và đề ra các phương án đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, các đơn vị thủy nông phối hợp với các địa phương tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân cùng tham gia quản lý, bảo vệ các công trình hồ đập. Thời gian qua, người dân thôn Phú Mỹ, xã Trung Thành, huyện Nông Cống phản ánh việc không có đường và mương phục vụ canh tác do ảnh hưởng của dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam qua địa bàn. Ủy ban nhân dân huyện Nông Cống cho biết các kiến nghị của người dân đã được tiếp thu và các cơ quan chức năng đang tiến hành công việc theo quy định để hoàn trả đường và mương thủy lợi cho người dân. Theo phản ánh của người dân thôn Phú Mỹ, xã Thành Trung, huyện Nông Cống, dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam đi qua địa bàn đã chia cánh đồng của thôn thành hai phần. Trong đó, cánh đồng phía Tây có diện tích khoảng 20 hectare, cánh đồng phía Đông có diện tích khoảng 5 hectare. Theo thiết kế, đơn vị thi công sẽ hoàn trả đoạn đường và mương bê tông cho người dân ở cánh đồng phía Đông. Tuy nhiên, người dân thôn Phú Mỹ cho rằng việc hoàn trả này là không phù hợp bởi cánh đồng phía Tây có diện tích lớn hơn, nhưng hiện nay lại không có đường và mương, khiến việc canh tác của bà con gặp nhiều khó khăn. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Nông Cống cũng xác nhận việc cánh đồng phía Tây có diện tích hơn 20 hectare nhưng chưa có đường và mương là một bất cập. Do vậy, huyện đang phối hợp với các đơn vị có liên quan để nghiên cứu bổ sung thêm một con đường và mương thủy lợi cho người dân ở khu vực cánh đồng phía Tây. Từ thực trạng đó thì và nhu cầu đi lại nhân dân sản xuất khu vực này là rất cần thiết. Huyện đã có đề nghị với ban 2 và các đơn vị thi công là bố trí hoàn trả thêm một tuyến đường phía Tây để phục vụ cho nhân dân đi sản xuất trên 20 ha đất của nhân dân thôn 5 xã thôn Phú Mỹ, Trung Thành. Trường hợp mà các đơn vị thi công cao tốc và đơn vị quản lý cao tốc không bổ sung được cái tuyến đường này thì huyện sẽ bố trí nguồn ngân sách để làm lại công trình tương đương cho bà con nhân dân đi sản xuất trên địa bàn xã Trung Thành nói chung và thôn 5 nói riêng. Ủy ban nhân dân huyện Đông Cống cũng cho biết công tác hoàn trả đường và mương cho người dân sẽ được thực hiện sau khi các hạng mục liên quan đến đường cao tốc qua địa bàn được thi công xong và theo đúng các quy định của pháp luật về trình tự thủ tục đầu tư và thời gian thực hiện dự án. Bản tin 18:30 hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.